Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã có chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là routine lái trong của xe Honda HR-V 2015 đến 2019. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty Honda tại Nhật Bản. Đây là cái mã sản phẩm của nó anh em nhé. Đây là cái cấu tạo của cái routine lái trong của nó này. Đây anh em có thể nhìn này. Đây là hàng xịn anh em nhé, nên là nó đã dập cả mã bên trong rồi. Cái cấu tạo của cái routine này thì nó được sản xuất 100% bằng hợp kim cao cấp anh em nhé. Đây là cái gen mà chúng ta sẽ bắt vào phần lái để khi chúng ta đánh lái chuyển động thì cái quả routine này nó cũng chuyển động theo. Đó. Thì vừa rồi em có vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái routine lái trong của xe Honda HR-V. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. Em xin chào.